Sáng ngày 10 tháng 11, bão số 12 bắt đầu đổ bộ đất liền và tàn phá các vùng ven biển các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận. Nhiều nhà cửa, cây cối, công trình bắt đầu bị gió bão quật đổ gãy. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, tính đến trưa ngày 10 tháng 11, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang có cây bị gãy đổ bật gốc, một số nhà dân bị bay mái tôn và nhiều biển quảng cáo bị đổ. Nhiều khu vực trong thành phố bị cúp điện. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung công tác di dời dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đến 12 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thành phố Nha Trang đã di dời 1.167 hộ với 4.240 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, phường Vĩnh Trường là 256 hộ, phường Vĩnh Phước 90 hộ, phường Vĩnh Nguyên 187 hộ, phường Phương Sơn 108 hộ. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, địa phương vẫn còn xảy ra mưa rất to ở diện rộng. Trước mắt, địa phương đã yêu cầu ngành chức năng cùng các chính quyền cơ sở khẩn trương triển khai phương án sơ tán dân ở các vùng trũng thấp, vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở đất ngay khi bão tan.